Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Hành Tâm, chương 2172, 73, 74. Sau khi bước vào võ tông, Dương Thanh cũng không có cảm giác gì. Anh âm thầm cảm nhận thực lực cường giả bên trong võ tông một chút, liền khiếp sợ phát hiện ra, ở đây, cường giả siêu phàm cửu cảnh có thể thấy được ở khắp nơi. Thậm chí còn có mấy cường giả có khí tức phi thường khủng bố. Ngay cả anh đều không thể xác định thực lực chân thực của đối phương. Tông chủ, Dương tiên sinh đến rồi. Rất nhanh tên cường giả siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đi đón Dương Thanh kia. Sau khi mang theo Dương Thanh đi vào một tòa kiến trúc cổ kính, tại cửa ra vào hô lớn. Trong phòng truyền ra một giọng nói già nua, mời Dương tiên sinh tiến vào. Dương tiên sinh, xin mời. Người dẫn đường nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thái độ mười phần khách khí, làm một cái dấu tay xin mời đối với Dương Thanh. Chờ Dương Thanh bước vào bên trong căn phòng về sau, người dẫn đường lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người rời đi. Bên trong căn phòng, Đỗ Bá đang ngồi trên một chiếc ghế mây. Bên cạnh hắn còn có một trung niên nhân khoảng chừng 50 tuổi đang đứng đó. Ngay tại một khắc Dương Thanh bước vào căn phòng kia, Đỗ Bá cùng Đỗ Minh Viễn đều nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Bên trong ánh mắt Đỗ Minh Viễn còn có mấy phần ngạo nghễ. Đối với sự coi trọng của Đỗ Bá cùng Dương Thanh, hắn rất là bất mãn. Nếu như có cơ hội, hắn sẵn sàng cùng Dương Thanh chiến một trận để phân định thắng bại. Dương Thanh nhìn về phía Đỗ Bá, sắc mặt trầm tĩnh hỏi: Đỗ Trọng đâu? Từ trên thân Đỗ Bá, Dương Thanh cảm nhận được một luồng uy áp thập phần cường đại. Luồng uy áp này cực mạnh, thậm chí so với trước kia, khi Dương Thanh tiếp xúc qua uy áp trên thân Hoài Thành Chủ, còn mạnh hơn không ít. Hoài Thành Chủ là cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, mà vị lão giả trước mắt này, uy áp võ đạo từ trên thân tản ra, lại so với uy áp của Hoài Thành Chủ còn mạnh hơn. Điều này chỉ có thể nói rõ thực lực của vị lão giả trước mắt này còn cao hơn cả Hoài Thành Chủ. Dương Thanh biết võ tông cũng không phải là thế lực cổ võ. Nói một cách khác, cường giả tại võ tông là có thực lực mạnh nhất. Cảnh giới võ đạo sẽ không chỉ là đạt tới thiên cảnh như vậy. Thực lực của võ vị lão giả trước mắt này là tại phía trên siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nói cho rõ hơn thì lão giả hẳn là đang bị hạn chế giữa cảnh giới nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ và siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có thể gọi tắt là nửa bước nhất phẩm thiên cảnh. Mà trung niên nhân đứng bên người lão giả, thời điểm nhìn về phía Dương Thanh, trên khuôn mặt mang theo tính công kích mười phần mãnh liệt. Cảnh giới võ đạo vậy mà ở tại siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong còn trẻ tuổi như vậy, Dương Thanh thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Đỗ Bá sắc mặt bình tĩnh nói: Đừng lo lắng, Đỗ Trọng tại võ tông sống rất tốt. Dương Thanh lông mày hơi nhíu lại, anh thế nào lại có loại cảm giác võ tông sở dĩ đem Đỗ Trọng khống chế ở đây là hướng về phía anh mà đến chứ? Đỗ Bá lúc này mới nói ra: Ngươi cũng đã biết, Đỗ Trọng vì giúp ngươi muốn tìm kiếm một viên hoàn hồn đan nên đã tình nguyện từ bỏ một thân tu vi võ đạo. Ngươi nói cái gì? Dương Thanh sắc mặt lập tức đại biến, cả giận nói: Đỗ Trọng đến cùng đang ở đâu? Các ngươi đã làm gì ông ấy? Anh bỗng nhiên có một loại dự cảm mười phần không tốt. Chẳng lẽ nói tu vi võ đạo của Đỗ Trọng đã bị phế bỏ rồi sao? Nếu chuyện thực sự đến bước này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho võ tông. Làm can! Đỗ Minh Viễn lập tức gầm thét một tiếng, một mặt tức giận nói ra: Đừng quên mục đích ngươi đến võ tông. Ở đây, chúng ta muốn ngươi sống, ngươi mới có khả năng sống. Chúng ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Còn dám vô lễ đối với phụ thân của ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trong mắt Dương Thanh bắn ra hai đạo sát ý. Anh híp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Minh Viễn, sau đó lập tức ánh mắt rơi vào trên thân Đỗ Bá, lạnh giọng nói ra: Đến cùng phải như thế nào ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho Đỗ Trọng?
Anh mặc dù rất muốn hiện tại liền đồng thủ, nhưng cũng rõ ràng mình có bao nhiêu phân lượng. Đỗ Bá tuy chưa hề phóng thích ra khí tức võ đạo của mình, nhưng liền đã mang đến uy áp cực mạnh cho anh. Nếu là giao thủ, Dương Thành tại trong tay Đỗ Bá không có một chút phần thắng nào. Lại nói, anh mới vừa cùng một cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong giao chiến xong, chưa được bao lâu. Mặc dù tại vừa rồi trên đường đến võ tông, thực lực cũng đã khôi phục lại hơn phần nữa, nhưng thân thể vẫn như cũ, đã nhận tổn thương. Đừng nói là cường giả nửa bước nhất phẩm thiên cảnh, liền xem như Đỗ Minh Viễn, vì cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong này, Dương Thành cũng không phải là đối thủ. Bây giờ tình huống của Đỗ Trọng không hề rõ ràng, Dương Thành chỉ có thể kiềm chế lửa giận mà thôi. Đỗ Minh Viễn trong mắt chiến ý phun trào, hắn nhìn chằm chằm Dương Thanh nói ra: đánh với ta một trận, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, chúng ta bây giờ liền để ngươi cùng Đỗ Trọng gặp mặt. Đỗ Bá nhíu mày, nhẹ giọng quát lên: Minh Viễn. Đỗ Minh Viễn vội vàng nói: phụ thân, xin hãy cho con cùng hắn một cái cơ hội giao chiến. Đỗ Bá nhìn xem Đỗ Minh Viễn bằng ánh mắt rực lửa, cuối cùng vẫn gật đầu, nhìn về phía Dương Thanh, cong ngón tay búng ra, một cái bình ngọc hướng về phía Dương Thanh bay vút tới. Dương Thanh tiện tay lấy được, Đỗ Bá mở miệng nói: đây là một viên đan dược cực phẩm, có thể khôi phục thương thế nhanh chóng. Người vốn là thân thể bị trọng thương, phục dụng viên đan dược này về sau, mặc dù vẫn là không có biện pháp để người lập tức khôi phục lại thương thế, nhưng chí ít vẫn có thể làm dịu cơn đau nhức thương thế của người một cách đáng kể. Dương Thanh lập tức hiểu ra, đối phương là muốn để cho mình lấy trạng thái bình thường để cùng Đỗ Minh Viễn giao chiến. Điều này có chút vượt quá dự liệu của Dương Thanh. Anh vốn đã biết, tại Ma Sơn, đan dược có giá trị liên thành. Đỗ Bá vậy mà tiện tay liền đem một viên đan dược cho anh. Dương Thanh không chút do dự, lấy ra viên đan dược, một hơi nuốt vào. Đỗ Bá hơi kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Dương Thanh vậy mà lại rõ ràng rành mạch như thế, liền nuốt vào viên đan dược. Đỗ Bá hít mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh nói ra: ngươi liền không sợ đây là một viên độc đan hay sao? Dương Thanh cười lạnh một tiếng: chính ta đã tự mình đi tới võ tông, nếu như các ngươi thực sự muốn giết chết ta, ta còn có cơ hội sống sót hay sao? Chỉ với một câu này đã khiến Đỗ Bá lập tức trầm mặc. Trong lòng hắn đối với Dương Thanh cũng càng thêm hài lòng. Đỗ Bá không chút do dự khen ngợi, gật đầu nói: có quyết đoán, rất dũng cảm. Lời khen ngợi của Đỗ Bá dành cho Dương Thanh khiến cho trong lòng Đỗ Minh Viễn càng thêm bất mãn, không phục. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là chiến ý, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh nói ra: tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như không được, ta có thể cho ngươi thêm một chút thời gian, chờ ngươi khôi phục trạng thái đỉnh phong về sau lại cùng ngươi giao chiến. Dương Thanh nhàn nhạt nhìn Đỗ Minh Viễn một chút, bình tĩnh nói: đối phó với ngươi, thực lực bây giờ của ta đã đầy đủ rồi, ngươi muốn chết? Đỗ Minh Viễn lập tức nổi giận, đè nén lửa giận xuống, nói ra: ngươi là cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, ta cũng sẽ đem cảnh giới áp chế về siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi rốt cục mạnh tới cỡ nào. Đỗ Bá tuyệt nhiên không ngăn cản. Dương Thanh cười nhạo một tiếng: ngươi nhất định sẽ hối hận đó. Tại thời điểm ăn vào đan dược mà Đỗ Bá cho ăn về sau, Dương Thanh cảm nhận được thân thể của mình có chuyển biến rất tốt đẹp. Nói cho đúng thì sau khi phục dụng viên đan dược kia, thương thế trong nháy mắt liền ổn định. Coi như anh hiện tại không có cách nào phát huy 100% thực lực, nhưng cũng có thể phát huy ra 80% thực lực. Chỉ ít cùng cường giả siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ giao thủ với nhau, nếu dùng toàn lực ứng phó, anh có niềm tin rất lớn sẽ đánh bại đối phương. Đỗ Minh Viễn lại muốn đem thực lực
áp chế là về xuống cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, quả thực chính là đến tìm cái chết mà. Bớt nói nhiều lời đi, bắt đầu. Đỗ Minh Viễn tức giận hét lớn, uỳnh một tiếng, dưới chân hắn khẽ động, nháy mắt lao thẳng về phía Dương Thanh. Dương Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, Đỗ Minh Viễn hoàn toàn chính xác chỉ duy trì thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, căn bản cũng không có đem công kích của đối phương coi ra gì. Đỗ Minh Viễn nhìn thấy thế càng thêm tức giận, gầm gừ, người muốn chết. Tiếng gầm của hắn vừa rơi xuống, hắn đã bộc phát một kích toàn lực của cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ hướng phía Dung Thanh, hung hăng một quyền nện xuống. Trong chớp mắt, Dương Thanh bỗng nhiên đưa tay phải ra, một chưởng hướng về phía trước quất ra. Bùm! Ngay sau đó, một tiếng va chạm chói tai vang lên. Nắm đấm của Đỗ Minh Viễn hung tợn công kích tại một chưởng của Dương Thanh. Khí kình kinh khủng hướng về phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Chỉ thấy Đỗ Bá đưa tay vung lên, một luồng khí tức vô cùng nhu hòa càn quét ra toàn trường. Luồng khí tức khủng bố sau khi quyền chưởng của Dương Thanh cùng Đỗ Minh Viễn bộc phát giao tranh, nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này mới không có đối với đồ vật bên trong căn phòng tạo thành tổn thất. Đỗ Minh Viễn trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi nhìn về phía Dương Thanh. Hắn biết cảnh giới võ đạo của Dương Thanh là siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, cho nên mới tự thân đem cảnh giới võ đạo của mình áp chế ở siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Thế nhưng là hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ ra, dưới công kích toàn lực của mình lại bị Dương Thanh hời hợt đón lấy. Thậm chí anh vẫn đứng yên tại chỗ, không có lui lại một chút nào. Phải biết, hắn mặc dù đã đem cảnh giới võ đạo áp chế xuống đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là một cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, hàng thật, giá thật. Cảnh giới võ đạo thì có thể áp chế, nhưng là khí tức trên thân lại không có cách nào áp chế được. Võ giả có cảnh giới cao, đối với võ giả có cảnh giới thấp, vốn là có sự áp chế về võ đạo. Theo đạo lý mà nói, Dương Thanh thế nào cũng không có khả năng đứng yên tại chỗ đón lấy một đòn toàn lực của hắn. Nhưng là Dương Thanh hoàn toàn chính xác làm được. Dương Thanh một mặt bình tĩnh nói, muốn lấy thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đánh bại ta, quả thực là không đủ đâu. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí tức cuồng bạo từ tay phải của anh lập tức bộc phát. Đỗ Minh Viễn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền cảm giác được một luồng sức mạnh hết sức cường hãn từ tay phải Dương Thanh bộc phát. Luồng lực lượng này lan dọc theo nắm đấm của hắn, hướng về phía bả vai, thậm chí là toàn thân lan tràn mà đi. Oanh! Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, Đỗ Minh Viễn lại bị luồng lực lượng này trực tiếp bước lui lại 7-8 bước mới dừng lại bước chân. Lúc này vẻ khinh miệt trong ánh mắt Đỗ Minh Viễn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ chấn kinh nồng đậm. Từ đầu đến cuối, Dương Thạch đều chỉ là đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, lại đem Đỗ Minh Viễn hắn đã chủ động phát động công kích đẩy lui. Đây quả thực là chuyện không có khả năng xảy ra được. Đỗ Bá cũng là một mặt kinh ngạc, hắn biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng là càng rõ ràng hơn thực lực của con trai mình mạnh đến bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đỗ Minh Viễn vẫn là thua ở trong tay Dương Thanh. Dương Thanh thờ ơ hỏi, có muốn tiếp tục hay không? Đỗ Minh Viễn chăm chú nghiến chặt hai hàm răng, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Dương Thanh nói ra, có thể để cho ta ăn thiệt thòi lớn như thế, không thể không thừa nhận là ta đã xem thường ngươi. Nếu như ta có cùng cảnh giới với ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Dương Thanh lúc này có chút ngạc nhiên, anh không nghĩ tới vì trung niên nhân cuồng ngạo trước mắt này vậy mà có thể nói ra lời thành thật như vậy. Tiếp theo, ta sẽ đem thực lực áp chế ở siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đánh với ngươi một trận. Đỗ Minh Viễn tiếng nói vừa dứt,
khí tức võ đạo trên người hắn đột nhiên lần nữa tăng vọt, nháy mắt đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Đỗ Bá tuyệt nhiên không hề ngăn cản, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ngồi ở trên ghế mây kia, dường như cũng muốn nhìn xem sức chiến đấu của Dương Thanh rốt cục mạnh tới cỡ nào. Cảm nhận được thực lực cường đại của Đỗ Minh Viễn, về sau Dương Thanh cũng trở nên nghiêm túc, huyết mạch cuồng hóa nháy mắt kích hoạt trên phạm vi lớn. Hai mắt của anh lập tức phủ một tầng máu màu đỏ máu dày đặc. Anh vốn là thân thể đang bị trọng thương, hiện tại cũng bất quá miễn cưỡng có thể bộc phát ra 80% thực lực. Mặc dù như thế, anh vẫn không có lấy ra dao găm linh khí. Đây là anh chuẩn bị ở phía sau. Trừ phi đến thời khắc sinh tử, nếu không, anh sẽ không dễ dàng sử dụng dao găm linh khí.